Hello mọi người, mình là Lan Anh. Rất vui được gặp lại mọi người ở trong tập đặc biệt ngày hôm nay. Đó chính là Summer Clothing Haul. Nói thật với mọi người á, khi mà Lan làm cái list danh sách ngày hôm nay Lan Anh sẽ nói về những gì á, thì khi mà cái kết thúc của cái tổng kết số tiền mà Lan đã mua á, Lan thật sự hứa với lòng là 3 tháng tới Lan sẽ không mua một cái gì nữa hết. Nhưng mà vừa mới nói xong Lan bấm Shopee Lan mua tiếp với mọi người. Không thể tin được. Các bạn có biết tại sao là Lan Anh phải cầm cái micro nó bự chà bá và nó không đẹp không? Tại vì lát nữa Lan Anh sẽ dắt các bạn đi qua cái xào đồ bên này, cho nên là Lan Anh cần một cái micro đi theo. Kiểu như cái giọng của mình nó ok nhất. Tại vì thứ nhất Lan đang bệnh, thứ hai nhà đối diện nó vẫn đang đập. Mọi người lại không biết tại sao mỗi lần Lan lại quay phim là cái nhà nó lại đập. Và hôm nay thì Lan Anh có một cái background rất là thơ, và chúng mình sẽ cùng đi đến có hai hạng mục. Thứ nhất là son và thứ hai là quần áo. Thì tại sao lại chia làm hai hạng mục? Tại vì thứ nhất á, son thì Lan nghĩ là mọi người sẽ cần. Tại vì không phải lúc nào mình cũng sẽ stock up cushion, nền, phấn mắt. Thì son vào mùa hè nó sẽ rất là ok. Và Lan Anh sẽ giới thiệu với mọi người 5 cây son ngày hôm nay Lan Anh mua. Và Lan sẽ làm một video khác để swatch những cái màu son này cho nó chi tiết hơn. Còn hôm nay thì mình sẽ giới thiệu qua 5 màu son mà Lan Anh sở hữu thôi nha. Và những màu son này thì đều là son high end hết, cho nên là nó sẽ hơi đắt tiền một chút. Đầu tiên là một cái thương hiệu mà Lan rất là thích, đó chính là YSL. Đây là YSL The Slim Glow Matte màu 23. Quay lại với chủ đề chính thì cây son này là một cây son có màu cam cháy và nó sẽ hơi nhấp nhánh nhũn nhẹ. Thứ hai là một brand chung nhà L'Oreal Luxury với lại YSL, đó chính là Shumura. Đây là hai cây son Shumura. Thì hai cái cây này không phải là anh mua mà là anh được Shu gửi tặng. Cây này là Rouge Unlimited Liquid Matte màu RD04. Thì đó là một cái màu viền ở ngoài trên môi Lan Anh hiện tại. Là một cái màu đỏ cam, Lan thấy cũng khá là ok cho mùa hè. Nó cũng rất là đẹp. Cái mùa của đây thì nó hơi hoa với Lan Anh một chút, nhưng mà Lan Anh nghĩ là nó sẽ rất là hợp, bởi vì cái chất son của nó khá là mềm, khá là êm và rất là lì ở trên môi. Thứ hai, ở lòng môi Lan Anh đang đánh một cái cây Rouge Unlimited Matte mà nó thuộc dòng Metallic, và đây là bộ son Limited Edition của Shumura. Đây là màu rất là hot, đó chính là màu BR786. Thì Lan Anh cũng đã có swatch một cây 788 ở trên Instagram rồi, và Lan nhớ đợt đó là swipe up kỷ lục luôn á. Cái màu đó các bạn swipe up lên là một màu đỏ nâu, tầm 300 mấy chục lượt swipe up luôn là hết hồn. Tiếp theo là một cây son đến từ Chanel. Đây là dòng mới ra Rouge Coco Plum, Lan mua màu 134 Sunlight. Thì mới đầu Lan định mua màu 112 là một cái màu nude, hoặc là một màu 114 là cái màu đỏ trầm hơi nude, thì mình thật sự nó quá đậm. Nhưng mà sau khi Lan được bạn sale giới thiệu thì trời ơi, cái màu này nó xinh dã man, và hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở cái video swatch son high end trong mùa hè nha. Cuối cùng là một cái cây Bobbi Brown mà Lan ăn sang sale là Love Sleep Color màu Afternoon Tea. Thì cái màu nó sẽ nhẹ nhàng hơn là những cái màu hồi nãy. Sẽ là một cái màu nút. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua một cái style đồ mà rất là nhiều đồ. Ok, nếu mà các bạn thấy cái phong cảnh hợp lý khác, đó chính là tại vì cái khúc mà Lan quay phần đầu của cái kho này nó bị amnet đó mọi người, cho nên là Lan Anh sẽ quay lại cái phần đầu, và sau đó mình sẽ tiếp tục với cái phần sau của cái video summer haul này nha. Thì hồi nãy Lan đã giới thiệu xong rồi, thì bây giờ Lan Anh sẽ giới thiệu với các bạn những món đồ mà Lan Anh mua để mặc xúm xanh xúm xính đi chơi, mặc dù bây giờ cũng không có đi chơi được. Lan Anh sẽ bắt đầu với lại local brand trước đi ha. Đầu tiên là một local brand mà Lan Anh rất là thích. Nó có một style thanh lịch nhẹ nhàng, và nó chú trọng vào chất liệu vải, và cái đường cắt may rất là đơn giản, tinh tế, không có bị vải thừa, hay là không có bị đứt chỉ, hay là không có bị kiểu nó nhăn nhăn, nó rất là, nói chung là mặc lên thì nó rất là tôn dáng. Là một chiếc áo của McGon. Tuy là Lan Anh tròn nhưng mà Lan rất thích mặc đồ trắng, bởi vì mặc đồ trắng nó sẽ làm cho Lan cảm thấy Lan Anh rất là trong sáng, thanh lịch. Nói chung là Lan rất thích mặc đồ màu trắng, màu be, màu đen, nói chung là mấy bộ đồ trung tính đó, thì Lan cảm thấy mình thoải mái nhất. Đây là một cái áo trắng có tay phồng, và những cái chi tiết nhỏ nhất ở đây nó sẽ được nhấn ở cái phần tay áo là được kết trai, và ở đằng sau vẫn là một cái nút kết trai luôn. Thì cái áo này á là một cái chất liệu vải van cát hả, Lan cũng không biết nữa, nói chung là không cần phải ủi, và nó hơi nhăn nhăn, hơi texture một chút, nó sẽ làm cho mình có điểm nhấn hơn. Cái này mặc với quần jeans hay là quần đùi hay là quần giả váy hay là quần tây, hay là nói chung là mặc với cái bottom nào cũng rất là đẹp. Và tại vì cái tay phồng này nè mọi người, chứ nó không có bị kiểu phồng ra quá và mình cảm thấy mình bị vai bự,
cái này mặc vào nhìn rất là gầy và nhìn rất là thanh mảnh. Áo của McDonald's thì tầm 800-900 nghìn, lo là do cái thiết kế và do chất liệu vải. Lan cũng mua khá là nhiều đồ ở McDonald's rồi. Tiếp theo, một chiếc áo của McDonald's nữa chính là chiếc áo lụa màu đen như thế này. Cái chiếc áo này thì nhìn thì nó có vẻ bình thường, nhưng mà nó có thêm một cái dây nịch để thắt ở eo của mình, và nó có điểm nhấn là cái eo và cái miếng trai này. Thì khi mà nó đen hết, nó sẽ có một cái miếng ngọc trai ở giữa rất là xinh. Và mặc cái này nó dán kiểu hơi xòe xòe ở dưới, nó sẽ làm cho eo của mình rất là gọn, và cái hông của mình nó nở ra và mình có một cái dáng đồng hồ cát rất là xinh. Và cái áo này cũng không cần phải ủi nhiều nữa, nhưng mà cũng hơi nhăn đó nha mọi người, nó là phải ủi nhưng mà ủi dễ. Tiếp theo là một brand mới của chị Linh là The Fleur. Thì The Fleur là mang hơi hướng phong cách kiểu hơi pháp pháp á. Và cái bộ sưu tập mới nhất của chị Linh nó trời ơi siêu đẹp, nó siêu nữ tính luôn. Thì Lan Anh có mua hai look, một cái look Lan Anh được tặng, một cái look thì Lan Anh mua. Đầu tiên là bộ Lan Anh mua đi, thì Lan Anh mua một cái áo sơ mi có một cái cổ tim rất là sâu, và cái chi tiết nhấn ở đây là những cái nút rất là vintage. Và đây, ở đây nữa. Thì có một cái điểm ở cái áo này đó chính là cái chất vải nó rất là mát luôn á. Nó mát đến độ mà cảm thấy rất là thoải mái và thấy rất là được nâng niu ở trong chiếc áo này. Và cái cổ thì nó hơi sâu, cho nên á là đang anh thấy là bạn nào mà hơi có ngực một chút thì chắc là nên mặc những cái áo bandeau ngang như thế này thì ok, hoặc là dán ngực, chứ cái này thì sẽ hơi hở nó xuống tới đây lận. Cái áo này thì sẽ đi với một chiếc quần xòe, nó có một cái đường gấp ở đây, cái quần này nó sẽ xòe ra như váy. Và tại vì nó xòe quá như vậy thì nó sẽ hơi hở và nó sẽ hơi dễ lộ, hơi không có an toàn cho lắm, cho nên là Lan nghĩ là mình sẽ hơi đi hơi khép nén một chút. Còn nếu bạn nào cao quá thì cái quần này nó sẽ hơi ngắn. Nhưng mà bộ này rất là xinh. Lan Anh mặc bộ này khi mà có một cái buổi beauty workshop của Lan Anh với lại trường Đại học Hồng Bàng kết hợp với lại những hàng The Face Shop. Thì mặc cái bộ này cảm thấy chuyên nghiệp thật sự và rất là đẹp, thanh lịch nữa. Bộ thứ hai là một bộ nó rất là nữ tính, nó rất là công chúa, là một cái áo có cổ tim viền ren và tay hơi phồng. Cái áo này thì có một cái tên rất là hay, Lily of the Valley hay sao á, là xin để cái tên đây. Thì cái áo này có một cái chất liệu vải nó cũng mềm, nhưng mà nó Lan thích cái chất vải kia hơn. Cái này thì nó sẽ hơi dễ nhăn hơn là cái áo hồi nãy, nhưng mà cái áo này nó cũng có điểm nhấn ở giữa là những cái hàng cúc. Lan Anh thì kiểu thích những cái điểm nhấn nhẹ nhàng và tinh tế như vậy. Lan Anh mặc tất cả các áo của The Fleur là size S, nhưng mà váy á, cái phần bottom thì Lan mặc size L lận. Áo này á, thì Lan thấy á, cái phần vai này nó nhúng hơi xa một chút, cho nên nó làm cho vai của mình cảm thấy hơi dài và hơi đô một chút. Nếu mà lại gần hơn một chút xíu nữa thì đẹp. Ngay cả Lan Anh là một người vai khá là dài mà nó còn đi xuống hơi nhiều, thì Lan Anh thấy như vậy đó. Đi chung với cái áo này là một chiếc váy xòe rất xinh. Cái váy này thì được may rất là nhiều lớp để nó có một cái độ xòe và một cái độ phồng rất là định. Và cái đường, cái điểm đặc biệt của cái chiếc váy này á, khi mà các bạn mặc vào eo á, nó rất là bó eo và rất là bó bụng, nó tạo ra một cái đường cong rất là đẹp. Và Lan không biết tại sao mặc cái áo này vào cái bụng mình nó phẳng lại và nhìn nó thắt eo dễ sợ luôn. Nói chung là cái bộ này rất là đẹp để đi tiệc, để đi chụp hình một cái bãi cỏ xinh xắn rồi xòe ra, trời ơi xinh lắm. Tiếp theo là một brand mà Lan Anh mới phát hiện ra ở trên Instagram, đó chính là Melin Meman. Đây là ba cái áo mà Lan có cùng một kiểu, hình như tên là bubble shirt, cái áo hình bong bóng. Thì Lan Anh mua một cái áo màu trắng tinh, một cái áo màu hồng
cam coral và một cái áo màu trắng kem. Thì điểm đặc biệt ở cái shop này đó chính là họ lựa vải á, nó được thiết kế riêng, tức là những cái vải như thế này sẽ rất là cầu kỳ để dệt nên một khúc vải cho nên nó mắc, và nó mắc ở cái chỗ vải các bạn có thể thấy là những cái họa tiết của nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà có một cái điểm mà Lan không thích ở cái áo này đó chính là cái cổ của nó, khi mà cài hết nút vào á thì nó lên tới đây lận, nó sẽ làm cho mình hơi đụt và nhìn hơi béo, nhìn nó mập lắm, tại vì cái phần ở trên của mình đã bự rồi á, thì khi mà cái cổ nó sát vào á thì nó sẽ những cái này rất là mát, và cái tay này thì rất là phồng, nên anh nghĩ là nên ốm lại một chút xíu nữa. Đối với những bạn nào mà có cái phần ở trên nó hơi tròn như Lan Anh á, phần đó rồi nó phồng quá thì nó lại không xinh nữa. Và cái thun ở cái chỗ này rất là dày, cho nên nó khá là khó chịu. Và tại vì cái foam này nó rất là phồng á, cái vải thì nó sẽ rút khi mà giặt, cho nên đó là mọi người có thể giặt trước rồi mọi người mặc thử, rồi mọi người đi bóp sau thì Lan thấy ok hơn. Lan Anh thì định đổi ba cái áo đó lại thành áo tay ngắn, tại vì Lan mới một cái máy may, Lan kiểu cũng là một người rất là thích sửa quần áo á, cho nên Lan nghĩ là Lan sẽ bắt đầu sửa quần áo thử. Ngoài ra ở shop này thì Lan còn mua thêm hai cái skirt nữa, một cái skirt bằng da lộn. Thì cái này các bạn hướng dẫn giặt rất là cụ thể chi tiết. Thì cái skirt này mới đầu nhìn cái form rất là đẹp nha, và nó chỉ có một size thôi, tại vì các bạn có thể điều chỉnh nó bằng cách thụt ra thụt vô những cái nút ở hai bên. Nhưng mà như vậy thì tại vì Lan đã mặc thử rồi cho nên có review cho mọi người luôn, thì nhìn ở trước rất đẹp nhưng mà ở đằng sau nó sẽ bị giãn ra, tại vì hai cái này nó siết lại chứ nó không đẹp như cái quần Lan Anh đang mặc. Cái quần Lan Anh đang mặc của Wifobia đó. Cái quần này nó xòe rất là đẹp và nó làm cho mình rất là có eo. Còn cái này thì chỉnh chất chỉ thắt eo thôi, nhưng thật ra thì cái mông với lại cái phần đùi của nó sẽ bị bóp lại và cái vải nó xấu. Tiếp theo là một cái skirt rất là hot của tiệm. Đây, một cái quần, váy quần, giả quần màu kim như thế này. Thì đây là một vải linen hơi dày và nó rất là khó ủi. Ủi cỡ nào nó cũng không thẳng. Và đi kèm theo thì nó sẽ có thêm hai cọng dây yếm nữa. Thì hai cọng dây yếm này có một cái nhược điểm, đó chính là nó rất là dễ bung. Cái này Lan Anh xách đi suốt tiên á, bung miết luôn á, nó không thể nào giữ được ở trong cái quần. Là tức lắm. Và cái nút ở đây á nó bung rồi. Đây. Đây nó sẽ có ba cái nút mà nó bị bung một cái rồi. Thì Lan thấy là khâu tay thì nó không có được xịn cho lắm cái nút này á, thì Lan thấy nó hơi lỏng. Và khi mà kéo vào á, thì như cái quần hồi nãy á, cho dù là nó mỏng hay nó dày thì nó vẫn sẽ làm cho cái phần ở đằng sau mình nó bị độn lên hả, nó bị thủng, nó cũng không đẹp. Là một brand khá là nổi ở trên Instagram, đó chính là Veils by Khanh. Thì cái shop này Lan thấy đồ rất là hợp với lại style của Lan, rất là bồng bềnh, nữ tính, rất là nhẹ nhàng, thanh lịch. Thì thường cái shop này nổi những cái form màu trắng, những cái tông màu trắng, nhưng mà hôm nay thì Lan Anh mua hai cái màu pastel, một cái màu hồng pastel, một cái màu xanh pastel. Mà hai cái màu này nó hơi off một chút, nó không có được, nó không có rực, mà nó hơi off một chút, nó hơi kiểu tái tái nhẹ nhẹ, màu trà trà á. Thì hai cái áo này có một cái chất vải khá là dễ ủi, thì Lan đọc ở trên Shopee là vải tơ. Và cái shop này ship hàng khá là lâu, tầm 5 đến 6 ngày thì mới ship từ Hà Nội vào. Cho nên bạn nào ở Sài Gòn á, thì mình nghĩ là mình đi ra shop mình mua cho nó lẹ đi, chứ Lan ở Sài Gòn, tại vì nhà Lan xa, Lan không thể nào đi mua đồ được, tại vì Lan còn em bé. Cho nên là Lan mới đặt online thì ship lâu cực. Cái này á, thì nó rất là dễ nhăn, nhưng mà ủi ra cũng rất là dễ. Nó có ống ánh tơ tơ á, và tại vì nó ống ánh tơ tơ như vậy cho nên những bạn nào có làn da nhạy cảm như Lan Anh sẽ thấy rất ngứa và rất khó chịu khi mặc ở những cái đường gấp may, như là ở phần nách nè, ở phần hai bên nè. Nói chung là phần nào mà gấp nhiều vải vào để may quá thì nó đâm vào rất là đau và rất là ngứa, khó chịu. Nhưng mà đẹp thì có thể chấp nhận được. Lan chưa mặc cái đó bao giờ, mới ủi hôm nay thôi, tại vì nó mới tới cách đây hai ngày, một ngày hai ngày gì đó. Thank you.
Tiếp theo là mình sẽ qua tới những brand nước ngoài. Đầu tiên là Mango. Thì Lan Anh có mua hai cái áo cùng một kiểu nhưng mà hai màu khác nhau. Đó. Hai cái áo này nó hợp với những bạn nào có bụng bự như Lan Anh. Vai dài, ngực thì không cần có. Nói chung là lép hay là bự gì mặc cái áo này kiểu rất là xinh. Và tay nó phồng mà không bị phồng quá, làm cho mình kiểu rất là nữ tính, rất là trendy, rất là mùa hè. Và cái vải này nó rất là mát nữa, cũng không có dễ nhăn. Cái áo màu vàng á, màu kem là Lan Anh đã giặt rồi và nó không nhăn. Cái áo màu tím này là mua chung với nó và nó cũng không có nhăn luôn. Thì bắt đầu Lan Anh sợ là những cái thun này nó sẽ làm cho mình mặc ra, nhưng mà không, khi mà mình kết hợp với những cái quần mà suông như thế này á thì nó sẽ làm cho mình đẹp hơn. Còn nếu mà các bạn nào mà gầy quá thì có thể kết hợp với lại quần xòe hoặc là những cái váy xòe, cũng thấy cũng khá là ok. Gì nữa ta? Cái bên là một cái áo lụa. Thật sự là lụa và nó có một cái điểm nhấn là một cái cổ vải organza, vải lụa tơ tằm hay gì đó không biết, nhưng nói chung là rất là xịn. Thì cái áo này Lan mua ở một shop ở Takashimaya tên là Kinis. Thì cái shop này chuyên nhập đồ hàng á, một cái áo này rất là đắt, tầm 1,7 triệu lận. Nhưng mà cái vải của nó thật sự xứng đáng luôn á mọi người. Nói chung á, tầm tuổi này rồi thì Lan Anh không mua đồ dựa trên nó rẻ nữa, mà Lan Anh sẽ mua đồ dựa trên là cái form nó có đứng hay không, và nó sẽ làm cho mình cảm thấy khí chất hơn, làm cho mình cảm thấy đứng, kèm cho mình cảm thấy có cá tính của mình hơn. Tiếp theo là Lan Anh có một bộ của là tự phối. Thì đây là một cái áo mà chắc chắn là Anh sẽ không bao giờ mặc riêng lẻ với nhau. Excuse me, Lan có điện thoại. Thì hồi nãy mình đang nói tới hai cái item này mình chắc chắn sẽ không mặc lẻ. Đó chính là một cái áo crop top ngắn, siêu ngắn như thế này, và một cái đầm hai dây hở hang như thế này. Nhưng mà khi kết hợp lại với nhau thì nó rất là thơ đó mọi người. Tại vì cái đầm này của Zara rất là xinh. Đây cũng là những cái dạng vải đuổi thôi, vải thô cắt kết ao rất là đẹp, những cái nội thảo tiết thơ này là nó rất là xinh, rất là thơ. Nhưng mà tại vì mình không có mặc những cái thứ thở hang như thế, cho nên là mình mua thêm một cái áo ở ngoài để mình khoác vào. Thì mới đầu định mua áo cardigan, nhưng mà mình thấy nóng quá, cho nên là mình lựa một hồi thì thấy những cái áo crop top như thế này cũng rất là hợp. Đấy. Thì cái áo crop top ở ngoài mình mua của H&M. Thì mình mua size L tại vì mình thích nó rộng rãi một chút. Còn cái đầm này ở Zara thì mình mua size M, tại vì nếu mà size S thì cũng vừa, nhưng mà nó sẽ hơi lòi bụng một chút, cho nên là mình mua size M để cái bụng của nó hơi loose cho nó không mập. Ở Zara thì mình cũng mua thêm một cái jumpsuit. Đây là cái jumpsuit đầu tiên của mình. À không, cái thứ hai, cái đầu tiên của xéo sọ mà mình chưa mặc nữa. Cái jumpsuit này rất là xinh. Đó là một cái vải hơi nhăn nhăn, mình cũng không biết đây là vải gì nữa. Cái em này mình mua size M tại vì mình muốn nó rộng rãi một chút. Và cái này khi mà mặc thì nó sẽ lên thế này. Đấy, xinh lắm. Cái này thì mình nghĩ là mình sẽ mặc đi shopping hoặc là đi sân bay cũng rất là đẹp. Ngoài ra thì mình có mua thêm những cái áo thun trơn như thế này ở Uniqlo. Và khi bữa mình đi Uniqlo á thì mình có phát hiện ra một cái bộ sưu tập mới và có một cái nón rất là xinh. Và this is my first bucket hat. Yes, it's so pretty, oh my god. Đó giờ Lan Anh rất là ít đổi nón, tại vì Lan Anh cảm thấy không có cái nón nào mà vô đầu Lan Anh nó xinh hết. Nhưng mà cái nón này kiểu xinh lắm. Ngoài ra thì Lan Anh còn mua thêm một vài phụ kiện bé bé. Thì hè tới và Lan Anh kiểu thích những cái slip on á, thì Lan Anh đã mua một đôi slip on của YSL. Đây là slip on bằng da. Mới đầu thì Lan Anh với chồng Lan Anh định mua đôi canvas, nhưng mà Lan thấy canvas thì nó hơi dơ, với lại đi mưa thì nó cũng sẽ không được sạch nữa, cho nên mua bằng da và nó sẽ hợp với những thứ nữ tính và thanh lịch như Lan Anh hơn.
thành đôi bằng da. Đôi này thì Lan Anh mang size 36 thì phải, 36 rưỡi. Thường thì chân Lan Anh 37 true size luôn, nhưng mà không biết đôi này thì Lan mua 36 rưỡi tại 37 thì đi thì bị lật gót. Đôi này đi rất là êm, êm hơn Dior với lại Chanel luôn. Và khi mà mới mua về thì nó sẽ hơi cứng cái phần da ở đầu này, cho nên là Lan đi tầm 5 lần thì nó đã êm và nó mềm lắm rồi. I'm so love. Cái da này nó siêu mềm luôn, oh my god. Đôi này thì nó cũng rẻ hơn là Chanel với Dior. Đôi này tầm 12 triệu mấy. Và một đôi Gucci, một đôi Muse mà Lan Anh đã yêu thích nó rất là lâu. Và Lan đã sở hữu một đôi pumps, một đôi cao gót rồi. Và Lan muốn mua thêm này của Chanel. Thì cái đôi này đã ngừng sản xuất, discontinue rồi, cho nên là Lan không có kiếm được cái link. Đôi này á, thì giá retail ở Việt Nam là 23 triệu rưỡi. Hồi Lan được mua sale được cho nên là nó cũng rẻ. Và đã đi dán đế rồi, tại vì á, đường Việt Nam nó khá là trơn, cho nên là Lan đã đi dán đế. Và cái gót này rất là đẹp, nó rất là classy, oh my god, xinh lắm. Cái này thì thường Lan thấy các chị em bạn gì á, thì mua cái phần này màu da, còn cái phần này màu đen. Còn Lan thì thích full black hơn, xinh. Thật ra là còn một cái túi bỉm sữa nữa để Lan lấy cho mọi người coi. Lan Anh thì thờ là một người kiểu không có ghiền túi hiệu cho lắm. Lan Anh chỉ thích Lady Dior thôi, và Lan đã mua được rồi thì Lan kiểu cũng dẹp qua, là cũng không cần mua mấy cái khác nữa. Cho nên là Lan chuyển qua mua túi vải, túi bỉm sữa. Thì cái túi này Lan mua của Building Bear. Thật ra thì mới đầu Lan định mua của Marc Jacobs, nhưng mà nó đắt quá, nó tới 3 triệu lận mà thấy nó hơi bự nữa, cho nên là Lan Anh quyết định mua cái này. Cái này nó rất là nhỏ gọn, rất là xinh nè, các bạn thấy nè, đó. Và nó cũng có quai nữa đó. Cái này mua để đi siêu thị rồi thôi, tại đi siêu thị thì Lan hay xách cái ba lô kia bự quá, Lan không thấy không đẹp. Thật ra là vẫn còn hai món Lan mua của shop tên là cây. Shop ship lâu quá đi, trời ơi, 7 ngày, 8 ngày rồi mà chưa tới nữa. Và đó là hết chuyện gì mà Lan mua, bây giờ mình sẽ cùng